Vị phi lễ giật thính, phi lễ giật ngôn, phi lễ giật động, có nghĩa là điều trái nghĩa trái đạo chẳng nói, điều trái nghĩa trái đạo chẳng nghe, điều trái nghĩa trái đạo chẳng thấy, điều trái nghĩa trái đạo chẳng có làm. À, như vậy thì chúng ta mới sống trong cái biết. Ngọn gió thiền mông mê cuốn bụi hồng mê. Thành hậu chứng kiến nè, thành hậu có xúc lúa trong đông, lúc đó xúc trong đông còn nhỏ lắm, nhưng mà xúc một thúng lúa, ổng đông một cái gạt, ổng đông xong rồi ổng lấy cái thúng ổng gạt luôn chứ không cần cầm cái ống gạt nữa. Vừa đông xong đó, ổng gạt ngang cái là hụt xuống một chút liền, hụt xuống mấy phân liền. Thì giữa cái ông ghe, ông thấy thằng cha này đông hay quá hay, kiếm chuyện bẻ kèo, sanh ra quấy lộn, rồi đem tới công an lôi lên. Thì lúc này xét cái ghe 3-4 cái táo, thấy không? Như vậy quý vị mình thấy là tại vì hai người này phải mà sống trong cái trực giác, sống trong cái biết, thì lúc nào luôn luôn họ cũng không được. Mình con người mình là đồng tiền là quý rồi, nhưng mà họ làm rất là cực khổ. Ông này ông đi đông nè, ông này ông làm ruộng vất vả lắm. Cái ông ghe ông nếu ông sống trong cái biết không đó, ông này làm ruộng 3 tháng mấy trời, giải nắng dầm sương đi cấy từ cây nhổ từng bụi cỏ, rồi đi cắt lúa lộn lúa gài, thôi nói chung là xịt sâu xịt mò đủ điều chứ cực khổ lắm. Mình làm ăn đâu đó rõ ràng đàng hoàng, thấy không? Vậy đó, vậy là cái ông này ông sống trong cái biết. Rồi cái ông nhà ruộng này nè, phải mà ông cũng sống trong cái biết đó. Ông kêu cái ông bình thường là ông đông đó, thì đâu đó rõ ràng không? Ông mượn, ông mướn một cái ông mà đông chuyên nghiệp đó, lại đông một cái táo là đá xuống cái là giật xuống mấy phân liền. Mà ngộ nha quý vị, cái ông mà đông lúa mướn đó, hồi xưa đến giờ cái ông đó không có cái quần dài bạn. Ngộ bọn quần cục không à. Như vậy, và cái ông đông lúa mướn này, nếu ông sống trong cái biết, ông nói mình làm như thế này là ha, là cái một người khổ còn một người vui. Vậy là đồng tiền mình sống trong, lấy đồng tiền trong cái đau khổ của người khác, là cái người này không sống trong cái biết. Sống như vậy rồi thì chúng ta sống trong cái đau khổ. Mình lấy cái, cho nên hỏi tại sao chúng sanh gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Tại vì mình sống trong cái vô minh không à. Lấy đồng tiền, lấy tình cảm. Bây giờ đó quý vị mình thấy, sớm giờ ta nào thấy đó. Rồi nhiều khi ta lấy đồng tiền ra để người ta mua vui, ta lấy đồng tiền ra để người ta làm tất cả những cái gì đó. Vậy thì bây giờ trên đời này ai cũng cần tiền, ai cũng ham tiền. Nhưng mà chúng ta giống như bây giờ ai cũng ăn, thành hậu cũng ăn, quý vị cũng còn ăn, thì mình ăn để sống, đừng để sống để ăn. Sống mà ăn, mình ăn đây thì có cái gì, mình ăn cái nấy để sống thôi. Cho nên cái đạo đó nó đơn giản. Một vị thiền sư mới nói rằng đó, đói ăn, khát uống, buồn đi ngủ, đói bụng mình ăn liền là ông này ông sốc trong cái biết. Có gì ăn nấy cho đau no lòng thôi. Đây là chiếc xe, đổ xăng vô là chạy. Đây là cái máy, đổ dầu vô, máy dầu thì đổ dầu, máy xăng thì đổ xăng vô chạy. Thì cái ông này ông sống trong cái biết, ông đói ông ăn, sống trong cái biết, khát ông uống. Mà cái người mà sống trong cái mê đó, khác họ thèm cái này, thèm cái kia, nó tàn ở đây nước đá thiếu gì, đá chanh, cà phê hay là sữa gì đó, vậy thì uống. Đó là họ sống trong cái vô minh. Còn cái người sống trong cái biết không được. Bây giờ mình khác là mình đi uống, không có suy nghĩ tới gì hết, là uống, buồn đi ngủ. Là cái người mà trí tuệ giác ngộ, họ sống trong cái biết thì họ buồn họ là phải đi ngủ liền. Còn mình nếu mà sống trong cái mê, buồn không ngủ đâu, buồn đi quánh cờ tướng, buồn đi quánh tứ sắc, buồn đi karaoke, buồn đi quán bar, buồn đi nhậu, buồn đi tán dóc. Vậy là cái người này sống trong cái vô minh, sống trong cái thất tình, sống trong cái lục dục. Vậy thôi, đơn giản cái biết. Trên mình nghe nói cái biết, sao nhiều người vậy điện lại thành hậu, nói thành hậu ơi, nghe những vị nói biết sao tôi biết mà sao không thành Phật. Thành gì được, từ từ mình thành. Tại vì mình sống hoài vậy đó. Giờ mỗi cái mình sống, lúc nào mình cũng làm chủ lấy mình, lúc nào mình cũng thắng lấy mình. Cái gì sanh ra rồi là mình biết liền, vừa mà đến với mình là mình biết liền, trực giác liền đó. Hiểu được cái nguyên nhân, hiểu được cốt truyện liền, thì mình sống trong sáng suốt. Sống trong sáng suốt, làm trong sáng suốt, thì chúng ta lúc nào cũng sáng suốt.
thì tâm ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm mô cảnh ngoài. Đó, cái gì qua rồi thôi. Đó thì tới nữa là tình, nãy giờ danh nè, tới lợi nè, tiền bạc nè, bị gì tiền bạc nè, nó làm cho chúng ta bao nhiêu đau khổ, cha con giận hờn nhau, anh em mất lòng nhau. Nếu mà anh em thật lòng thương nhau đó là thương lắm, nhưng không có. Anh em cũng vì tiền thôi mà quánh đập với nhau, anh em cũng vì tiền nhau, tiền thôi mà phải chia rẽ với nhau. Anh em chỉ vì tiền thôi mà giết với nhau, một người ở tù, một người chết. Phải mà cái người này phải suy nghĩ không được, đồng tiền này mình anh em là nó phải quý hơn đồng tiền. Đồng tiền mình làm ra được, bữa nay làm ra không được, ngày mai mình làm ra được, ngày mốt mình làm ra được, còn tình nghĩa và mạng sắp con người không làm ra được nữa quý vị. Đó. Thì cho nên chúng ta mới nhận xét một cách rõ ràng như vậy, là chúng ta sống trong cái biết, sống trong cái trực giác, sống trong cái trí tuệ, sống trong cái tỉnh thức, sống trong cái an vui, sống trong cái tự tại, sống trong cái vô ngại, sống trong cái hư không, thân chúng ta cũng là hư không. Thì mọi người đem tiền đến cho mình cũng không thấy gì là vui, người ta lấy tiền lại cũng không thấy gì làm buồn. Vậy là chúng ta sống trong cái an vui. Rồi tiếp theo là tình. Cái tình này cái mà nặng nhất ở thế gian. Tình thì gồm có tình nam nữ, tình cha con, tình bè bạn, tình anh em, tình vợ chồng. Bây giờ những cái tình này thì chúng ta cũng bị dính mắc. Cái gì cái mà thường thường nó ai gặp ai mà liếc thấy vợ mình cái nghe mình đau lòng biết nhiêu nữa. Thấy không? Phải mình quan sát, mình trực giác, vợ con là vợ mình là một cái nghiệp. Nghiệp hồi xưa mình đã với vợ mình giống như Đức Phật ngày xưa, 7 kiếp liên tục đó quý vị. Nhiều người hỏi, ủa tại sao Phật Thích Ca Thái Tử mà còn lập gia đình rồi sanh ra ra hầu lá? Một kiếp nọ là vị tỳ kheo Đức Phật á, mà trong kinh Hiền Ngưu Đức Phật có kể, một vị tỳ kheo đi đến để cúng dường cho một vị Phật, Phật quá khứ, Phật Tỳ Bà Thi. Nhưng mà bữa nay hứa rằng là trong pháp hội cúng dường hoa sen, nhưng bữa nay hoa sen hết trơn, không còn nữa. Trên đường đi kiếm hoa sen và trên đường về ôm mới thất vọng đem về, thì gặp một cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ này ôm một đó hoa sen, và cô thiếu nữ này cũng đi cúng dường cho Phật. Vị tỳ kheo này nói, bây giờ cô có thể cho tôi một ít hoa sen được hay không? Cô thiếu nữ này nhìn thấy ông vị tu sĩ này cũng đẹp, nói bây giờ tôi cho ông mà phải ra điều kiện. Hỏi điều kiện gì? Nói với ông, được ông làm chồng tôi đi rồi tôi cho. Tại vì người ta tìm được cái người tu người ta thích. Vị tu sĩ này nó suy nghĩ, đâu được, mình tu mà sao được. Ông suy nghĩ của ông, nói nếu mình mà không hứa đó thì mình không có hoa sen để cúng dường cho Phật, mình đang tin ngưỡng Phật Pháp. Mà bây giờ nếu mình mà hứa rồi mình làm chồng sao mình tu. Cho nên cái ông này cũng hứa đại thôi. Nói rồi, nhưng mà kiếp sau đi. Thường thường ta ưa mình nói cái câu nói mà câu nhân gian nữa, mày đợi kiếp sau đi. Tức là nó hứa cho qua lệ mà. Nhưng mà xin chỉ 7 hoa sen thôi. 7 hoa sen, 7 kiếp liên tục để làm vợ chồng với Vua Gia Đà La. Vua Gia Đà La đó là cái cô mà ôm hoa sen để cúng dường đem đi đến. Rồi Thái tử Sĩ Đạt Ta là một vị tỳ kheo để xin hoa sen đó, một lời hứa suông thôi mà bị ảnh hưởng luôn. Thì thưa quý vị, thì mình suy xét rằng cái người vợ mình cũng là một cái duyên nghiệp đối với mình thôi, không có gì đâu. Có gì đâu phải giận hờn, phải ghen tuông, phải đâm, phải chém. Nhiều người phải chặt chồng, chặt con, rồi chặt ra làm ba khúc, rồi nói chung là đủ thứ chuyện trên đời. Tại vì họ sống trong cái vô minh. Nếu họ sống trong cái tỉnh thức thì họ không có làm những việc này đâu quý vị. Đó, vậy thì hôm nay thầy nào sẽ chia sẻ về vấn đề tỉnh thức đó. Cho nên Đức Phật đó, hỏi tại sao thời kỳ Đức Phật đó thì người ta hiểu được như vậy đó là ta đắc đạo. Đắc đạo là gì? Là chứng được tứ quả thánh, tư đờ quần, tư đờ hàm, a la hàm, a la hán, chứng được tứ quả thánh. Còn mình bây giờ cũng hiểu nữa, nhưng mà hiểu một chút mình nghĩ. Giống như thầy hậu nói, bây giờ thầy hậu đã hiểu được đó. Nhưng mà mình hiểu được mà sống trong đoạn giác, không sống trong cái trường giác. Mà chúng ta phải sống làm sao? Cái tâm mình lúc nào cũng sáng suốt, không để cho mê đắm, là chúng ta thành công tốt đẹp thôi. Nếu mà hôm nay một ngày, hai ngày, ba ngày, năm năm, mười năm thì chúng ta quen như vậy rồi thì chúng ta đâu có thấu chuyển nữa. Chúng ta đâu có đắm nhiễm nữa đó. Ở thế gian này giờ có danh lợi tình thôi chứ có gì đâu khác. Nói thì nhiều thôi, nói thì 84.000 pháp thôi. Nhưng mà cái danh lợi tình đó nó mới sanh ra tham sân si.
bây giờ cái danh đó nó mới thành ra là sân sân nộ, người ta chê mình sân, thấy không? Đó. Rồi tiền bạc mình gặp mình ham muốn đó thì cũng là dính vô chữ tham. Đó. Thì mấy cái điều này cho nên riết rồi nó bị si mê luôn. Đó. Người ta tu lâu người ta giác ngộ, tâm là sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Mình niệm Phật mình tu không biết tu cách sao mà giờ mặt tối hù, tu vẹo đeo. Đó. Rồi tu nhiều khi lạc tới lạc lui, không biết ông đó bà đó làm sao cũng đi theo thí. Nghe người ta xưng thầy, xưng Phật, xưng tiên, xưng thánh gì cũng nhào đi theo. Rồi cũng không biết ở cái ông đó cái bà nào thờ ai, rồi ông tu làm sao ông thành được cái như vậy. Cũng không có suy xét, không có trực giác. Và sống không sống trong cái biết. Vậy thì cái biết là gì? Cái biết đó là cái Phật tánh của mình biết. Cái biết này mà mình phải sống theo cái biết, sống theo cái biết mà biết đúng nha quý vị. Thì sống cái biết rồi biết đúng biết sai. Mình hôm nay mình lọc lừa, gọi là lọc lừa hiểu đặng vàng thao đó. Trang Tử ngày xưa đơn giản thôi. Trong cái lon, hai cái lon, một cái lon đậu đen, cái lon đậu trắng. Ông ngồi hàng ngày cái tư tưởng nào mà xấu, ông lấy một lon đậu đen, ông bỏ vô cái chén thứ ba, tức là hai cái lon rồi, thêm một lon thứ ba nữa, thì cái tư tưởng tà ác dẫy đầy, lụm một lon đậu đen để qua bên cái lon. Ban đầu đó thì một ngày vậy đó là cho được một hai cái ý tưởng đẹp thôi, nhưng mà từ từ lên, từ từ thì bữa nay mình coi cái tâm mình sống trong cái biết, sống coi cái tâm mình coi nghĩ xấu nghĩ quấy, sống trong cái tâm hơn thua, suy nghĩ chuyện quá khứ chuyện hiện tại, cho nên Đức Phật nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, là chúng ta hôm nay quá khứ hiện tại và vị lai, trong mọi thứ mà chúng ta bị đắm nhiễm là chúng ta không có biết, không sáng suốt, chúng ta sống không cái sống trong Phật tánh, chúng ta sống trong cái mê tánh, còn giác ngộ thì sống cái khác. Quá khứ đi qua, đi qua, đi qua hết. Sống trong cái an vui, sống trong cái tự tại. Ta nói như ta nói, mặt tình đời dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm. Đến chừng qua chỗ nhị đơm thì là trần thế mới hòm bẻ qua. Và Đức Thầy cho biết là nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không, không sắc chớ lìa xa. Diệu quyền chân lý đôi đường sáng, ảo thực tà tâm kiếm nẻo ra. Lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, phàm trần là hồng trần ái dục giết tài qua. Vậy thì bây giờ đó, tuy nhiên Đức Phật ngày xưa nói ra nhiều pháp lắm, 84.000 pháp, nhưng mà làm sao cho chúng ta dứt nhiễm lìa mê, cho nên mới đưa ra pháp quán nè. Pháp quán là gồm có quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán vô thường, quán nhân quả, vân vân. Thì bây giờ mình quán là gì? Mình gặp tất cả mọi cái, mình sống trong cái biết. Gặp cái người đó đẹp, mình nói người đó mai mốt cũng già. Người đó là một cái da bọc đẹp thôi, bên trong là máu mủ thịt xương, dơ giấy lắm, ghèn tửa dơ giấy. Đó là quán thân bất tịnh. Đó. Vậy thôi, bây giờ là cuối cùng đó rồi, thì chúng ta gọi là vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Cái mút cuộc đường, đoạn đường của người tu, mình đạt đến một mức độ là vô pháp, vô tướng mới gọi là chân thật tướng. Vô pháp, vô tướng là gì? Đi đến hơn nữa đó là chúng ta gọi là vô tu, vô chứng, vô đắc. Tại vì mình thuận rồi. Giống như bây giờ mình chiếc xuồng đó, mình nương cái pháp này. Đây là cái pháp nghe, đây là pháp kiến tánh, đây là lấy cái giác ngộ của mình tu. Giác ngộ của mình để cho mình lúc nào mình cũng làm tốt, làm đúng, cuối cùng lại là mình không còn làm sai nữa. Thì không còn làm sai nữa thì cái thân này chúng ta cũng không quý luyến, cho nên mình muốn bỏ cái thân này giờ nào thì bỏ. Còn bây giờ mình quý thân lắm. Bây giờ già chút là sợ rồi, nhăn chút là sợ rồi. Phải sửa soạn này kia nọ, thì cái đó là chúng ta còn dính. Còn nếu mà chúng ta cái thân này quên thân không phải mình bỏ ăn, bỏ ngủ nghe quý vị, là sai. Quên thân là chúng ta hôm nay giống như mượn cái thân này là một chiếc xuồng đi qua bên kia bờ giác, mượn cái thân này để tu tập. Cái thân này cũng không bằng đến. Và vô pháp, vô tướng là gì? Chúng ta hôm nay người ta nói mình cuối, cho nên Đức Phật nói trong 49 năm ta không nói một lời nào. Như vậy thì thôi. Vậy thì bây giờ là cuối cùng nữa rồi, thì người ta hỏi mình có tu không? Mình nói đâu, tại vì có gì đâu mà tu, có gì đâu mà chứng. Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi, hay hoặc là bây giờ đó mình thấy rằng nó về cảnh giới cực lạc niết bàn thì cái chuyện đó hiện xa xôi gì đi. Nhưng mà bây giờ nếu mình như vậy rồi, mình sống như thế đó rồi, mình không nỡ làm chúng sanh đau khổ nè, mình không nỡ thấy chúng sanh đau khổ nè, và mình luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ chúng sanh cho an vui, vậy thì bây giờ đó là cực lạc tại thế rồi. Thì cực lạc tại thế còn gì nữa.
mình sống trong an lạc hàng ngày, mình sống trong an lạc, sống trong tỉnh thức, luôn luôn lúc nào cũng làm cho mọi người vui, luôn luôn lúc nào mình cũng an lạc, và luôn luôn lúc nào để giúp cho mọi người, không có mưu mô đủ thế, không có tính chuyện già chuyện non, cân thiếu cân đủ, lường cân trao đấu, giật nợ giật nần, hơn thua gạt vợ gạt con người ta, gạt tiền những gì, thì mình sống trong cái biết thì mình đâu có dính vô đó, thì mình được an lạc rồi. Cho nếu bây giờ nếu mình muốn cái tâm mình muốn giật vợ người ta thì tâm mình khổ, mình phải bài mưu tính kế thì sao đó. Mình muốn chiếm đoạt cái nhà người ta, chiếm đoạt tiền người ta thì mình phải bài mưu tính kế thì sao đó, cái tâm mình nó khổ. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta sống trong đau khổ, chẳng những sống trong đau khổ hiện tại và trong tương lai, chúng ta sống trong ngục tù hiện tại là chúng ta sống trong, nếu pháp lực thì chúng ta vô tù tội, nếu mình làm sai với chân lý, làm sai với cái nhân đạo, rồi sau đó mãn sát thân này rồi thì chúng ta xuống đọa địa ngục, chịu sự đau khổ đó. Vừa địa ngục hiện tại rồi tương lai chúng ta xuống cảnh giới địa ngục nữa, cảnh giới nó sẽ vô hình, tại hiện tại là họ đau khổ rồi. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta sống trong như thế đó gọi là chúng ta kiến tánh, chúng ta sống trong cái biết, lúc nào cũng biết trực giác, biết đúng biết sai, biết tài biết chánh, biết trọng biết trơn, rồi vô niệm Phật nó trơn giọng này kia nọ, mình thản nhiên trước mọi hoàn cảnh thì chúng ta lúc nào cũng đã đâm đâu đắm nhiễm đó. Mà mình chừng nào biển cạn non mòn, tứ ân đã trải chẳng còn tội căn, nay ông nhập tự làm tăng, trước sau tuy khác thì căn vẫn động, thì cuối cùng đó rồi thì tu trước tu sau, tu mau tu chậm, mà chúng ta hiểu được cái lý này, chúng ta sống trong cái biết này, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức, luôn luôn lúc nào cũng an nhiên, không đắm nhiễm cõi đời. Tại vì đắm nhiễm làm gì, mình biết rồi đắm nhiễm chi nữa. Thì nếu mình biết rồi mình không đắm nhiễm rồi thì mình đã đạt rồi. Thì nếu mắt không, mình nhìn để thấy nhưng mà thấy sắc đẹp không đắm nhiễm, tai ưa nghe những điều âm thanh, nghe để phân biệt đúng sai vậy thôi, không đắm nhiễm, thì tất cả mọi cái chúng ta không đắm nhiễm, không đắm nhiễm, không đắm nhiễm, lúc nào chúng ta cũng an lạc và giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng lam lam ích kỷ, lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sắc suốt thời gian, mang vô minh sẽ bị diệt, vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt dân dân, cuối cùng là giải thoát. Tại vì chúng ta sống trong cái biết thì chúng ta đã giác ngộ và chúng ta đã được trí tuệ rồi, không còn vô minh. Thì nếu mà không có vô minh thì trí tuệ, mà trí tuệ là giác ngộ, là đi trên con đường Phật đạo. Vậy thôi. Thì sau khi chúng ta đã dọn miếng đất trống rồi, thì chúng ta dọn miếng đất trống rồi đúng không? Bây giờ đất chúng ta không còn cỏ nữa, cỏ là vô minh, cỏ phiền não, cỏ lục dục, cỏ thất tình, cỏ tham sân si nó mọc dãy đầy. Chúng ta dĩ không còn cái cỏ nào hết. Thì sau đó chúng ta tỉa xuống nè, giống gì? Chúng ta giống lục độ nè, thấy không? Rồi giống tiểu thừa nè, rồi giống đại thừa nè, giống thinh văn, giống duyên giác, giống Bồ Tát, cuối cùng là thành Phật. Thì lúc nào có tâm họ là những vị này là đã an vui, giống miếng đất mình đã sạch rồi, thì chúng ta lục độ văn hạnh là bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thì chúng ta đắc nhập được được Bồ Tát lục độ đó, vậy đó. Rồi nếu mà chúng ta tu bát chánh thì là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, thì cuối cùng chúng ta được là phẩm vị của A La Hán. Thinh văn thì thập nhị nhân duyên môn hoàn diệt, mình đừng để cho vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc động sanh thọ cảm sanh ái, ba ái sanh bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Thì chúng ta hôm nay luân phiên theo hoài, thì chúng ta diệt cái vô minh rồi thì chúng ta đắc đạo rồi, đơn giản như đó. Muốn diệt vô minh chúng ta phải biết, sống trong cái biết vĩnh viễn thì chúng ta đạt được kết quả. Thì thưa quý vị, nếu mà suốt cuộc đời chúng ta biết như vậy, sống như vậy rồi thì chúng ta không có để bị thối chuyển. Nếu mà thối chuyển thì khác à, thối chuyển thì chúng ta sẽ trở lại con đường thầm mình cho người ta. Thì hôm nay mình thấy mình làm những vấn đề này, mình thấy bị động tâm là vấn đề này nè. Mình cho người ta gia đình đó, cho rau củ quả hàng ngày. Nếu mình mà không biết rồi là mình phiền não lắm. Mình cho người ta cái con người ta lợi sinh, trong nhà 4 người, con người ta lợi sinh bọc, vợ sinh bọc, hai đứa con sinh hai bọc, chồng sinh bọc, là 4 người 4 cái bọc, ăn không hết, đem đi bán. Rồi gạo cũng vậy, gạo vợ lợi sinh, chồng lợi sinh, con lợi sinh, ăn không hết, đem đi bán. Mình nếu mà không suy nghĩ sống trong cái biết nè, cái biết như thế này, trong lúc này ta nghèo khổ, thôi kệ, mình biết người ta vậy đó, biết người ta không đúng,
tại gạo mình cho người bọc, thí dụ nha, mình cho người bọc, mình ta đem bốn bọc, mình ta đem để bọc ăn, hoặc là ta đem đi bán, tại người ta nghèo khổ người ta mới bán, người ta mới lợi người ta xin. Chứ còn dư giả mình cho người ta tàn chữ mình nữa, thấy không? Thì đó là sống trong cái biết, họ trong đau khổ thì họ họ làm như vậy đó. Tại vì họ sống trong vô minh, họ tham lam, đó là sự tham lam. Tại vì gạo này thí dụ đi có 10 phần thôi, mà một nhà mình đó mình nhận hết bốn phần rồi, còn lại có 6 phần rồi. Theo đúng ra mình đừng có tham lam thì 10 phần gạo chia được 10 nhà, mà mình bây giờ một nhà mình nhận 4 phần thì còn lại thiếu hết 3 phần kia rồi. Như vậy thì cho nên cái người nhận đó, tại họ không biết, họ bị vô minh, họ bị sống trong cái phiền não, họ sống trong cái tham sân si. Thì mình sống trong giác ngộ, mình không nên buồn, mình trực giác lại, mình nói họ rất thương họ, họ quá tội lỗi, cho nên Đức Phật theo đúng ra Ngài nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà Ngài thấy chúng sanh sanh tử luân hồi sẽ đau khổ quá, cho nên Ngài mới gì? Ngài mới dạy cho chúng ta ở lại 49 năm. Đến Đức Thầy chúng ta cũng vậy. Thì thưa quý vị, thì thôi hôm nay Tà Nậu chia sẻ về vấn đề cái biết. Thì chúng ta nên sống trong cái hằng hữu, chúng ta sống trong cái sáng suốt, chúng ta sống trong cái tỉnh thức là chúng ta sẽ được giải thoát. Tại vì mình không đắm nhiễm nữa thì mình giải thoát thôi, mình ra khỏi rồi. Chứ giờ mình ở đây, nếu mình tại vì mình sanh tử là tại vì mình nhiễm mình mới trở lại đây. Chứ còn tôi không nhiễm ở đây, tôi không muốn ở đây nữa, tôi ở đây làm gì nữa? Tôi sẽ về cảnh giới an lành. Thấy không quý vị? Đó, thì xin thưa hôm nay Thành Hậu sẽ chia sẻ qua một cái vấn đề chữ biết, sống trong cái biết. Thì hôm nay Thành Hậu mạo muội chia sẻ sự hiểu biết của mình suốt thời gian. Nếu mà có gì mà thiếu sót hay dư thừa hay hoặc là chưa rõ nghĩa, mong rằng toàn thể các bậc cao minh cao đồ và những vị đã hiểu biết thì bổ chính, Thành Hậu xin ghi ơn. Thành Hậu xin nguyện ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia trì hộ độ cho toàn thể chư quý vị thân tâm an lạc, đạo quả viên dung và tinh tấn tu hành cho đến ngày tròn thành hạnh nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.